đảng trị danh hiệu bất giả thiền quán chư phương tiện hay nói cách khác không cần dùng bất cứ pháp môn nào để giúp đỡ chỉ một câu danh hiệu phật Rất nhiều pháp môn tu hành Đều có chánh và phụ song tu Tịnh Độ Tông cũng không ngoại lệ Ngài ngẫu ích dạy chúng ta Chánh tu là chấp trì danh hiệu Mà trợ tu vẫn là chấp trì danh hiệu Niệm rốt ráo một câu A-di-đà Phật Thì chánh hay phụ đều bao hàm trong đó Đảng trì danh hiệu Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Không cần bất cứ giúp đỡ nào tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của người tu học pháp môn tịnh độ chúng ta chuyên trì danh hiệu một môn thâm nhập như vậy có trái với tịnh nghiệp tam phước chăng thực tế mà nói thì từng câu từng chữ trong tịnh nghiệp tam phước đều bao hàm trong danh hiệu này trị danh hiệu thì tất cả đều đầy đủ cha mẹ đều hy vọng chúng ta thành tựu hy vọng chúng ta tốt thầy với cha mẹ giống nhau cũng hy vọng chúng ta thành tựu trong tất cả thành tựu thì vô thượng thành tựu. vô thượng viên mãn là làm Phật. Ngày nay chúng ta niệm Phật A Di Đà là để thành Phật, không những thành Phật mà còn thành Phật A Di Đà. Điều này đối với cha mẹ có phải là tận hiếu rồi chăng? viên mãn đại hiếu đối với thầy là cung kính tuyệt đối tôn kính thầy Nên ta cần phải đọc 11 câu trong tịnh nghiệp tam phước Rồi đối chiếu với chấp trì danh hiệu này Từng câu đều đối chiếu phù hợp Đối chiếu tương ứng với lục hoa Đối với tam học lục độ thập đại nguyện dương hoàn toàn đối ứng và cũng tương ưng với từng nguyện trong 48 nguyện của Phật A Di Đà. Như vậy mới biết công đức danh hiệu thật không thể nghĩ bàn.